Tê Lâm. Mẹ. Con bị sốt huyết dạ dày, không được uống rượu đâu. Chút rượu vang nhẹ không sao đâu ạ. Một chút cũng không được, bác sĩ đã dặn con rồi mà. Thôi 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 thôi, cô lên phòng đi, để tôi nói chuyện với con. Mẹ cứ lên phòng ngủ trước đi ạ. Bố, bố không nhẹ nhàng hơn được với mẹ à? Con này, cưới được thằng Minh rồi, cố mà giữ cho nó thật chặt con ạ. Bố chỉ nhắc con hai điểm yếu của nhà chồng tương lai của con. Bà Khuê thì sợ mất hoàng thổ, còn thằng Minh thì sợ làm mẹ đau lòng. Bố con mình nắm giữ thật chặt hoàng thổ thì thằng Minh sẽ không bao giờ dám rời bỏ con. Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Đàn ông không thích những người phụ nữ u sầu đâu, mà nhất là những người đàn ông trên thương trường. Con có thể làm cho nó không yêu con, nhưng con có thể khiến nó không bao giờ rời xa con được. Bố tin là như vậy. Thôi, đi nghỉ đi con. Vâng, bố đi nghỉ trước đi ạ. Sao cậu dậy sớm thế? Ăn sáng thôi. Hôm qua tớ... Hôm qua... Phép Nhiên đưa cậu về đấy. Này, sao hai người lại đi với nhau? Tớ... Tớ quấy say. Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Lẽ ra hôm qua là tớ đã đấm cho anh ta một cái rồi đấy. Vừa đính hôn đã dính ngay lấy cậu. Nhưng nghĩ lại thì chưa chắc đó đã là ý của anh ta. Thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung, cũng không có gì đâu. Hy vọng là như thế. Vì với tớ ấy, Linh là một siêu nhân. Cho dù trời đất có sập xuống thì cô ấy cũng sẽ cư xử rất phải phép, biết tiến và biết lùi. Chuyện của cậu với sếp Minh, tớ hy vọng là cậu hiểu. Đừng khiến cho đôi bên cũng khó xử nữa. Cậu hiểu chứ? Thôi ăn sáng đi.